chuẩn bị nhận thêm mấy bài nữa nha. Ôi, hồi sáng này chạy chương trình đó là Cường đã có nói, có nhắn tin luôn, con hát hay quá, con hát hay thiệt, chú khen thiệt. Mà tại vì đó mà cháu Cường do là tập ít thời gian, do bài toán của chú Cường gửi khó quá, nhưng mà hôm nay thì một học sinh giỏi toán cho hay. Ngược dòng yêu thương ạ. Bây giờ em chỉ xin nói ngắn gọn một chút xíu thôi. Ngược dòng là gì? Rất là khó khăn để mình có thể bơi, nhưng mà lúc nào cũng yêu thương, dù khó khăn cách mấy vẫn luôn yêu thương một phần cổ, đúng không? Dạ, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Em xin phép trả sân khấu ạ. Có nhiệm vụ. Dạ, bây giờ thì cho phép Hồ Văn Cường vào trong để chuẩn bị một cái màn cũng thú vị lắm. Hồ Văn Cường vào trong nha con. Dạ. Thì cái giây phút này em xin được dành để đầu tiên là cảm ơn hơn 300 người đang có mặt ở đây. Vì những tràng vỗ tay, vì những cái tấm tắc, vì những cái tắc lưỡi, hoặc là vì những tràng cười của mọi người đã hòa vào chung không khí với đêm nhạc Nhâm Nhi Guitar ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Và hôm nay thì mọi người có thấy là ban nhạc chơi hay không ạ? Dạ. Ban nhạc của em tên là Không Màu, do em là Cường Không Màu cho nên là ban nhạc Không Màu. Đây, em xin được giới thiệu. Dạ. Dạ. Xin được giới thiệu trưởng ban nhạc, guitarist Trần Việt Dương ạ. Dạ. Guitar Phạm Sĩ ạ. Tay trống, đẹp trai, chưa có người yêu. Minh Nhật. Chưa có người yêu. Xin lỗi, mới chưa có người yêu rồi, mới có luôn ạ. Guitar bass, Minh Đức. Dạ. Piano, Vĩnh Thanh. Keyboard, Iwa. Saxophone nãy giờ thổi như thế nào ạ? Mê lòng người luôn. Phúc ơi, dạ, hỏi bà hỏi cao liền nào. Hỏi cao tặng mọi người liền nè. Biểu diễn liền nè. Có người yêu chưa? Có người yêu. Rồi, ốp nhạc nè, ốp nhạc để cho người ta biểu diễn nè. Đâu rồi, âm thanh. Rồi, ok. Người cây lắc quay lại mất tiêu. Công nhận. Nhưng thôi, hồi nãy đầu giới thiệu rồi, cô Tú Yên và thầy Lý Minh Trí. Và để hôm nay chúng ta có một cái sân khấu với âm thanh ánh sáng như thế này, thì xin mọi người dành một tràng vỗ tay dành cho bộ phận âm thanh đến từ công ty M Production. Và hỗ trợ về màn hình LED cũng như ánh sáng từ nhà hát VOH và công ty Control S. Dạ, xin cảm ơn tất cả vì đã cùng Cường để tạo nên một cái đêm nhạc như thế này. Rồi. Mọi người muốn nghe bài hát nào nhất ở trong đêm nay nhỉ? Học trò giỏi quá, thuộc bài quá hỉ. Trời ơi. Ban nhạc ơi, hay quá. Ba nhạc lần sau mặc đồ màu xanh lá cây nha. Dạ thôi, em thật sự là những cái tràng vỗ tay của mọi người đó là những cái món quà rất là lớn dành cho em rồi. Đó. Thì hôm nay em nói thiệt, em chia sẻ thiệt nha, là cái show này em làm ra chi phí, em có lời. Và em xin phép là sử dụng cái phần lời này trích ra một phần em làm từ thiện. Vì để
Thứ nhất là để tri ân cho cái sự may mắn của em. Cái thứ hai là cũng là một cái phần yêu thương của khán giả dành cho em. Dạ. Yeah. Rồi. Và bây giờ tiết mục bài hát mọi người chờ đợi đã đến. Chúng ta hãy cùng nhau đếm nha. 1 2